quý vị và các bạn, đã bước sang tuần cuối của tháng 10. Đây là thời kỳ mà không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất mạnh hơn, với chu kỳ là từ 3 đến 4 ngày một lần. Nên ngày hôm nay thì một khối không khí lạnh mới lại đang tràn xuống nước ta. Trong sáng và trưa nay thì gió mùa tràn về sẽ mang theo mưa rào và dông xuất hiện trở lại trước tiên ở các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều tối và đêm thì vùng mưa sẽ lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Gió mùa mang theo mưa khiến cho nền nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ giảm xuống so với 24 giờ trước đó. Cao nhất trong ngày tại vùng núi chỉ khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Các tỉnh vùng Trung Du và Đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, chịu tác động của khí lạnh muộn hơn vùng núi nên trong ngày trời vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất ngày vẫn từ 27 tới 29 độ. Từ đêm nay, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu hơn khi mức nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống chỉ còn từ 17 cho tới 18 độ, còn ở khu vực Trung Du và vùng Đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ từ 20 tới 21 độ. Trời chuyển rét ở các tỉnh vùng núi và lạnh ở khu vực Đồng bằng. Ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh miền Trung chưa có sự thay đổi gì nhiều. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn phổ biến là có nắng nhiều vào ban ngày, tối và đêm ít mưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày trưa chiều sẽ là từ 31 tới 33 độ. Từ khoảng tối và đêm nay, khi mà khối không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển sâu hơn, sẽ tác động tới khu vực này. Đới gió Đông Bắc sẽ dồn xuống, kết hợp với địa hình gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sang ngày mai, vùng mưa sẽ còn lan xuống cả các khu vực thuộc Trung Trung Bộ. Khu vực phía Nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết vẫn ổn định. Ban ngày toàn vùng đều có nắng, đến chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ dao động từ 30 tới 33 độ. Xu thế giảm mưa đang diễn ra ở tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ bởi rãnh áp thấp xích đạo đang suy yếu, nên trong ngày hôm nay thì mưa rào và dông chỉ xảy ra rải rác ở Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến là 30 tới 33 độ, còn tại Tây Nguyên thời tiết chủ đạo là nắng ráo vào ban ngày, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối. Mức nhiệt cao nhất ngày là từ 28 cho tới 31 độ. Mặc dù mưa giảm, nhưng người dân Nam Bộ vẫn cần lưu ý đến tình hình chiều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Thời gian xuất hiện chiều cường là vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng và 15 đến 17 giờ chiều, nên quý vị cần chủ động để tránh các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng để không bị ách tắc giao thông. Chuyển sang thông tin cho các vùng biển, khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ngày hôm nay thì gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, biển không động. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi thì các đợt không khí lạnh sẽ tăng cường, liên tục khiến cho gió Đông Bắc mạnh thường xuyên hoạt động trên khu vực này. Từ ngày 27 tháng 10 đến cuối tháng, gió sẽ mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Sóng biển cao có lúc trên 3 mét nên không an toàn cho các hoạt động đánh bắt xa bờ. Còn tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và bên phía Vịnh Thái Lan thì cũng có mưa dông nhiều nơi, và trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, ngày hôm nay sẽ có mưa và tố lốc. Và những thông tin vừa rồi sẽ khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin được kính chào tạm biệt. Thank you.